34. Kẻ nào tới chỗ này lại đem theo những vật hung tà vào trong lăng mộ, quấy nhiễu bệ hạ an nghỉ. Nếu như ngươi cũng là kiếm linh đã ngủ sâu trong lăng mộ, tại sao phải tỉnh dậy? Lúc dựng lăng mộ, bọn ta gánh lấy trách nhiệm phải bảo vệ lăng mộ này. Hôm nay nếu như các ngươi đã tới đây thì không một ai có thể thoát. Cô là kiếm linh, niệm tình cô cũng là kiếm linh, ta tha cho cô. Nhưng mà các ngươi phải lập tức đi ngược trở ra. Bọn ta tuyệt đối không quay đầu lại. Vậy được. Hả? Đồ Tô, mọi người chạy ra khỏi đây, chỗ này cho ta. Xin đắc tội. Đồ Tô chạy mau. Đồ Tô, tao đi khỏi đây. Tô Tô, tao đi khỏi đây. Được, đi. 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 Tô Tô, sát khí của huynh rất nặng. Tôi không sao đâu. Do kiếm linh của Hoàng Mộ đều là anh hùng chiến trường. Lúc nãy chúng đã áp chế Phùng Tịch, Phùng Tịch mới giải phóng sát khí để chống lại thôi. Bây giờ đã ra khỏi, Phùng Tịch mất đi sự áp chế của chánh khí, bởi vậy sát khí trong người mới bộc phát mạnh. Một lát nữa sẽ không sao. Lan Sinh, còn huynh thì sao? Đương nhiên tôi không sao rồi. Tôi chỉ đang thấy lo kiếm linh của vua Tần. Hồng Ngọc Tỷ đã ở trong đó một mình, không biết có nguy hiểm gì hay không. Bây giờ không thể quay trở lại nữa. Nếu tìm được Lôi Nghiêm càng sớm, chúng ta càng ra khỏi đây nhanh hơn. Cũng không biết Lan Việt đại ca bây giờ thế nào rồi. Tôi nhớ trong sách có nói là trong số tất cả các phần mộ đều có một cơ quan tổng thất ở bên trong. Chỉ cần tìm được chỗ đó, mọi người sẽ an toàn. Đi thôi. Kiếm linh Hồng Ngọc thề chết bên chủ nhân, tận trung tận sức. Chủ nhân, mời người. Trưởng lão, xin mời. Đàn chủ làm vậy là sao? Đương nhiên là giúp cậu thực hiện tâm nguyện rồi. Tâm nguyện của tôi? Đàn chủ muốn có được một sức mạnh to lớn, cũng giống như Tần Thủy Hoàng xưng bá thiên hạ. Thiếu cung chỉ đành tận sức. Tốt. Thiếu cung quả nhiên biết thời thế, biết nhiều hiểu rộng. Có điều, đây là vật gì? Minh Nguyệt Châu. Đúng vậy. Thiếu cung, thứ có thể đúc lại Ngọc Hoành chỉ có vật này thôi. Thì ra là vậy à. Lan Sinh, phía trước không biết có nguy hiểm gì, cậu hãy chờ ở đây đi. Một mình tôi chờ ở chỗ này hả? Vậy lỡ như xuất hiện quái vật thì sao đây? Huống hồ gì nhìn tôi giống dạng người bỏ bằng hữu một mình chạy thoát thân sao? Ừ, nhưng mà trên suốt đoạn đường đi, những thứ mà Lan Sinh biết đúng là không ít đó. Đương nhiên, thường ngày tôi rất thích đọc sách, bởi vì chuyện này biết một chút, chuyện kia cũng biết một chút. Không phải Tân Linh cũng coi tôi là con mọt sách hay sao? Nhưng mà hai người nghĩ bây giờ Lan Việt đại ca với lại Hồng Ngọc Tỷ rốt cuộc ra sao rồi? Yên tâm đi, đại sư huynh đạo hạnh cao thâm, Hồng Ngọc Tỷ cũng không phải tầm thường. Khúc gỗ à, tôi muốn hỏi huynh một chuyện, rốt cuộc Hồng Ngọc Tỷ có thân thế ra sao? Tôi chỉ biết lúc mà tôi còn rất nhỏ thì đã biết Hồng Ngọc Tỷ rồi. Vậy là Hồng Ngọc Tỷ suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cũng ở trong kiếm cát sao? Hình như là vậy. Nhưng mà những thanh kiếm trong kiếm cát đều có kiếm linh hết mà. Hồi nãy nghe tên đó nói niệm tình ai là kiếm linh cái gì đó nên mới thả chúng ta đi. Chẳng lẽ là Hồng Ngọc Tỷ? Chuyện có Hồng Ngọc Tỷ, cậu cứ hỏi thẳng tỷ ấy đi. Làm sao tôi dám hỏi, tôi chỉ tò mò thôi. Tại vì tôi thấy tỷ ấy cũng có câu chuyện riêng. Khúc gỗ à, trên người huynh cũng có kiếm linh, vậy có khi nào... Không có, yên tâm đi. Không phải tôi đang lo cho bản thân của mình đâu, tôi đang lo cho huynh đó. Trước đây là nó khống chế tôi, bây giờ là tôi khống chế nó. Yên tâm đi, tôi không để Vân Tịch làm hại hai người đâu. Cũng không biết bây giờ Tương Linh ra sao rồi hả? Đi tiếp đi. Sao mà nhiều bộ xương quá vậy? Xem ra chỗ này chính là chỗ tuẩn tán. Là người sống tuẩn tán sao? Ừ. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ chỉ đành tìm lối thoát ở đây thôi. Trong sách nói năm xưa những người thợ xây lăng mộ có mười mấy dạng, rồi sau khi Tần Thủy Hoàng xây xong lăng mộ này, họ đều bị ban cái chết. Không chỉ có họ, còn có cung nữ và phi tần ở trong cung, mà các chư hầu tướng sĩ quan viên cao quý. Ở đây đâu có nhiều tới vậy. Cái đó đâu phải tôi nói đâu, sách nói vậy mà. Hả? Đồ Tô, Quỳnh sao vậy? Tô tôi không sao, mau tìm lối ra đi. Được. Bây giờ phải làm sao? Quỳnh sao vậy? Lan Sinh, mau đi tìm cơ quan. Đi mau. Trời ơi. Lan Sinh, mau lên. Hả? Tại sao toàn chạy về hướng này? Chẳng lẽ lúc họ chết cơ quan ở chỗ này? Không lẽ là ở đây ta? Xin lỗi nha. Mở rồi hả? Tinh Tuyết à, mở cửa rồi. Hai người chạy mau. Không được, Tinh Tuyết chạy mau. Tinh Tuyết à, mình bình thường rồi, nhưng bây giờ Tinh Tuyết đang bị kẹt ở trong đó, làm sao đây? Chúng ta phải mau tới chỗ để quan tài, dừng cơ quan lại, mọi người mới có thể sống được. Được. Âu Dương trưởng lão không phải đang kéo dài thời gian chứ? Đừng để ta phải đợi quá lâu. Đang chủ lên kế hoạch lâu như vậy, đợi được mười mấy năm rồi, sao còn bận tâm mấy canh giờ? Lúc vua Tần còn sống, tiêm thuật trường sinh bất tử, chỉ tiếc ông ta ở đây đợi cả ngàn năm cũng không tìm ra. Bây giờ Lôi Nghiêm ta sẽ thay ông ta thực hiện nguyện vọng. Thử hỏi làm sao ta có thể không nôn nóng chứ? Bắt đầu đi. Đại chủ, thiếu cung. Thiếu cung đã đưa Tôn Phương tới cho cậu rồi, cậu có thể an tâm luyện thuốc chưa? Đàn chủ xin đợi một chút, hay là để quân ấy nghỉ một lát. Tôi sợ sức khỏe quân ấy sẽ không chịu nổi. Tôn Phương công chúa của ta xót xa cho thiếu cung lắm sao? Tôn Phương, huynh không sao đâu, không cần lo lắng. Trong những lúc cùng chung hoạn nạn như vậy, lẽ ra là Tinh Tuyết mới đúng chứ, sao lại là tôi? Sao đi, thấy thiệt thôi. Đương nhiên không phải vậy. Đã nói cậu đừng đi theo, bây giờ thấy hối hận chưa? Tôi hối hận chuyện gì? Tôi phải hối hận vì gặp được những người bằng hữu có tình có nghĩa, hay là hối hận tới một nơi đầy thú vị như vậy? Một nơi đầy thú vị à? Nếu không phải vì tôi, cậu có thể ở Phương gia ăn ngủ không lo, không phải lo lắng sẽ mất mạng mỗi ngày. Đừng trách tôi nói huynh. Huynh cứ nói liên lụy người này liên lụy người kia. Mặc dù nói tôi thay Tân Linh tới đây bảo vệ cho huynh, nhưng dù gì chúng ta cũng là bằng hữu, huống hồ gì thiếu cung cũng là bằng hữu của tôi. Cứu huynh ấy đâu có gì là liên lụy hay không chứ. Còn nữa, tấm lòng mọi người dành cho huynh đó, huynh không chấp nhận chút được sao? Đa tạ. Đa tạ? Chỉ có hai chữ thôi sao? Huynh không nói thêm được vài câu hả? Nhưng mà nói gì thì nói, Người cần phải đa tạ thật ra là tôi mới đúng. Nếu không gặp được mọi người, tôi thật sự không biết thế giới ở bên ngoài đặc sắc tới như vậy. Nếu thật sự sống cả đời ở phương gia, tôi không hối hận mới là lạ đó. Đi theo mọi người tôi mới cảm thấy bản thân mình thật sự đang tồn tại. Với lại những chuyện đã qua rồi, tôi sẽ không hối hận nữa. Cậu nói rất đúng. Những chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi. Sau này cũng không được sợ hãi. Đúng. Phải có thái độ như vậy. Nói thêm vài câu nha. Con người phải sống sao cho nồng nhiệt một lần, mới không uổng kiếp này. Sao tôi thấy nói ra câu này giống như chúng ta sắp chết rồi vậy? Yên tâm đi, đã có tôi sẽ không để cho cậu chết. Vì nhị tỷ cậu, vì Tương Linh, tôi sẽ để cậu sống sót trở về. Vậy huynh nghĩ nếu như tôi chết, ai là người đau lòng nhất? Mọi người đều sẽ đau lòng, nhất là nhị tỷ của cậu đó. Vậy nếu như tôi chết, tỷ ấy có thoát khỏi nỗi đau đó không? Năm xưa tôi biết người thân của tôi đã chết hết. Tôi phải tốn một thời gian dài mới thoát ra được. Nếu đổi lại là nhị tỷ của cậu, có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể nguôi ngoai. Vì vậy cậu nhất định phải giữ tính mạng của mình. Giữ vững tinh thần, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lại đóng nữa rồi. Mặc kệ nó đi. Xem ra chỗ này chính là nơi mấu chốt để điều khiển mọi cơ quan. Chỗ này trống rỗng như vậy, làm sao mới tìm được cách giải quyết đây? Huynh xem chỗ này, thiên văn thuật số, còn có vị trí địa lý, chắc chắn sẽ có cách. Chắc cái này là trận pháp. Vậy thì nó sẽ có trận nhãn. Quên cho tôi chút thời gian, nhất định tôi sẽ phá được. Mau lên. Lan Sinh, nghe đi. Nghe cái gì? Có tiếng động. Hình như có tiếng của dịch thể. Là dịch thể gì? Dịch thể gì hả? Tôi nghe nói ở chính giữa Hoàng Lăng có một thủy ngân trận. Cũng có nghĩa là thủy ngân đã bao vây cả một Hoàng Lăng. Vậy chỉ cần khi mình đi sai một bước. Đi sai một bước, vậy thủy ngân sẽ chảy hết vào cả một Hoàng Lăng. Hả? Sẽ không thể trở ra được, đúng không? Hơn nữa, còn phải lập tức thành công. Cái này... Tôi thật sự không ngờ lại có ngài giao mạng vào trong tay của cậu đó. Mạng của huynh thì huynh giữ đi, đưa tôi làm gì? Tôi đâu có cần đâu. Lan Sinh à, nếu như không có cậu đi vào chung với tôi thật sự không biết phải nên làm gì. Tôi tin cậu, cậu phải tin vào chính mình. Không sao chứ? Cũng may không phải là Thủy Ngân. Tôi xin lỗi nha, tất cả tại tôi hết. Thử lại lần nữa. Để tôi thử lần nữa coi sao. Mặc dù tôi biết số cơ quan này đều căn cứ theo Thiên Nguyên Long với lại Địa Nguyên Long, dùng quyền không phi tinh đại pháp để kết hợp mà thành, nhưng mà tôi thật sự không biết làm sao kết hợp 28 tinh túc. Tôi càng không biết cái nào mới là trận nhãn. Nếu như cậu không biết thì tôi càng không biết. Cậu cố suy nghĩ thêm đi, tôi tin tưởng cậu đó. Vậy tôi sẽ nghĩ thêm. Mười ba tinh thai quái, một để thai giáp thân, hai thai nhậm mão ức. Hả? Đồ Tô à, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, Quỳnh nhớ là nhắn lại tỷ tỷ giùm tôi nha. Lan Sinh. Thôi, sống chết có số mà. Ê. Cậu nói tôi biết đi, tôi sẽ làm. Quỳnh làm hả? Quỳnh làm, còn tôi thì sao? Nếu như xảy ra chuyện gì, cậu sẽ vào cứu thiếu cung. Cứu thiếu? Mọi người đó hả? Là người của Thanh Ngọc Đàn. Khác này bắt tôi đi chết chứ. Nếu như chết ở đó, tôi thà chết chứ Tần Thủy Hoàng còn hơn. Quỳnh nhớ kỹ, nhắn giùm tỷ tỷ tôi là được rồi. Sao cậu lại nói như vậy nữa? Được. Sẽ không sao đâu mà. Nhất định thành công. Cứ tin tôi. Thả ta ra ngoài. Đi mau. Hả? Hay là Đồ Tô, Quỳnh đi trước đi. Quỳnh đi cứu thiếu cung, để tôi giữ nó. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Nhưng mà đừng nhẫn nhị nữa, đi mau lên. Vậy cậu nhớ cẩn thận. Đúng là một đám tiểu tử không biết sống chết. Tiểu cung, thật không ngờ đám bằng hữu của cậu cũng kiên trì lắm, muốn vào nằm mãn sau. Bằng hữu chính là bằng hữu, chứ đâu sánh bằng Lôi đàn chủ đây. Có thể tiền vô hậu ủng, nhưng cũng không cần thức giấc mỗi đêm lo lắng những thứ mình vất vả lắm mới có được. Hôm nào đó sẽ bị đổi chủ khác. Bây giờ cậu muốn nói sao thì nói. Nếu như không luyện được tẩy cốt đơn, biển thủy ngân trong lăng mộ chính là nơi cậu và Tôn Phương phải chôn thây. Nguyên Vật, người ra bên ngoài xem thử đi. Dạ. Bổn tọa tốn sức bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng luyện ra. Cuối cùng ngươi cũng tới. Ngươi chính là người mặt quỷ Lôi Nghiêm. Đúng là làm khó ngươi rồi. Hơn 10 năm nay luôn nhớ về bổn tọa, không thể quên. Chuyện của chúng ta quá nhiều thứ để tính. Tiểu tử, chuyện bổn tọa làm thật sự rất nhiều. Chuyện ngươi đang nói là chuyện Ô Mông Linh cốc giết mẫu thân ngươi và cả tộc của ngươi, hay chuyện An Lục thôn cướp đi phần tịch kiếm, hay là chuyện... Thật không ngờ nhiều năm không gặp, người khác quá xa so với lúc xưa. Tình quái vật ngươi không ra người, yếu không ra yêu. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Đúng là uổng công. Bổn tọa cất công gây dựng bao nhiêu năm nay, không lẽ bây giờ ngươi không nhìn thấy sao? Có cần bổn tọa gợi ý cho ngươi hay không? Chính vì phần tịch kiếm sao? Từng là vậy. Tiếc là ngươi đưa tới đây trễ quá rồi. Giết mẹ và cả tộc của ta, tới Thiên Trung Thành ra tay cướp kiếm, đúng thật là do ngươi làm. Tóm lại thứ bổn tọa cần là phần tịch. Năm xưa nếu như mẹ ngươi chịu giao phần tịch kiếm ra thì đã không có phiền phức như vậy rồi. Bổn tọa cũng biết ngươi là một đứa con hiếu thảo. Hôm nay ta đặc biệt ban cho ngươi một cơ hội. Ngươi về với mẹ ngươi đi. Mau thả hộ ra. Ngoài phần tịch ra, ngươi còn bản lĩnh gì khác sao? Cả phần tịch cũng không khống chế được, còn muốn ra điều kiện với ta sao? Ta sẽ không dùng phần tịch, mà dùng kiếm thuật Thiên Dung Thành. Dùng phần tịch là chỉ để trả thù, dùng kiếm thuật chính là trừ ma. Từ bỏ phần tịch, ngươi không còn là đối thủ của ta đâu. Bây giờ ngươi đã biết nơi này địa mạch chuyển động đặc biệt. Tần Thủy Hoàng mới chọn chỗ này làm chỗ để quan tài của ông ta. Ở chỗ này, phép thuật Thiên Dung Thành của ngươi không dùng được đâu. Tại sao vậy? Sức mạnh của ngươi đột nhiên lại tăng mạnh như vậy. Địa khí trong Hoàng Lăng di chuyển, chỉ có sức mạnh tinh ấn mới có thể đánh bại ngươi. Tô Tô, cô không sao chứ? Yên tâm đi, muội không sao. Lôi Nghiêm vì thuốc trường sinh bất tử nên đã điên loạn từ lâu. Ngày nào hắn chưa chết thì rất có thể sẽ còn gặp lại. Huynh cần phải cẩn thận. Thiếu cung, huynh dùng Ngọc Hoành luyện thành đơn dược cho hắn rồi sao? Bị Lôi Nghiêm ép buộc, thiếu cung không thể không làm theo. Thiếu cung, muội có lỗi với huynh, có lỗi với mọi người. Tôn Phương, Tô Tô, cơ quan chỗ này thật sự quá nhiều. Chúng ta mau tìm cách để ra ngoài. Hội họp với đại sư huynh trước đã. Tôn Vương, cho dù muội có làm gì, Quỳnh cũng sẽ không trách muội đâu. Muội sẽ không gả Quỳnh nữa. Thiếu cung, xin hãy tin muội. Thiếu cung, Lan Sinh không biết lượng sức. Lan Sinh, gió thổi đã ngã, chỉ dựa vào sức lực nhỏ nhoi các ngươi mà dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Lương Nghiêm sao lại lợi hại như vậy? Chắc chắn hắn đã uống đơn dược thiếu cung luyện ra nên hắn đã biết thành yêu là tỷ cúc đơn. Thiếu cung, đừng dùng bộ mặt đó nhìn ta. Chết với đằng dược do chính người luyện ra, người nên vui mừng mới đúng chứ. Thiếu cung, huynh đừng sợ tên yêu quái này. Yêu quái, người phạm quả như nông cạn, câu nệ dùng mạo. Muốn sức mạnh to lớn, làm sao bị bó buộc bởi lớp da thế tục. Có thể chôn thay với nguồn sức mạnh này, các người có chết cũng không hối tiếc. Thiếu cung. Cả đời ta theo đuổi Phùng Tịch, thật không ngờ cuối cùng lại chết với Phùng Tịch. Người có kết cục này chết cũng không oan ức. Chết không oan ức, kẻ thua làm giặc. Từ xưa tới nay vẫn luôn là như vậy. Ta nhẫn. Chỉ là Âu Dương thiếu cung, hôm nay mặc dù ta chết đi, nhưng có một bí mật ngươi sẽ không bao giờ được biết. Ta nguyện rủa ngươi sẽ không bao giờ tìm ra, mãi mãi gánh chịu đau khổ. Đồ Tô, hai người không sao chứ? Có lúc phải tự, đâu thể vĩnh tồn. Đó là quy luật sinh tử từ sau khi khai thiên lập địa đã được định sẵn, không thể nào thay đổi. Con người không thể nào chết đi sống lại, cũng không thể nào sống mãi mãi được. Người nói vậy là sao? Người phản bội U Đô, đưa Ngọc Hoành về đây. Giờ ngươi muốn nói cho trẫm biết, Ngọc Hoành khiến người ta khải tử hồi sinh, chết đi sống lại chỉ là giả thôi sao? Thần mới tìm được một bản in của trang cuối cùng của quy bản, biết được thực ra Ngọc Hoành có thể dẫn linh chứ không thể khải tử hồi sinh. Quy luật không thể nào thay đổi. Ta vẫn làm trái ý trời.